những pha lên bóng của U22 Thái Lan đều phải qua đường chân đôi chân của Busana. Chúng ta cũng thấy là U22 Thái Lan rất khó đội chơi tấn công. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ là nghĩ giữa ai thì mà Việt Nam đang bị dẫn trước 2-1, hiểu không? Cho nên giờ phải cổ vũ cho đội quốc gia U22 Việt Nam mình vượt qua để mà vô trận chung kết nữa, đúng không? Đó giờ tỷ hoa gió của Trinh Duyên với phần phụ họa của Lan Ngọc, Thúy Ngân và cô gái đi đứng đẹp Lâm Vy Dạ. Nhưng nếu tất cả chúng ta ở đây đồng lòng cùng quẩy lên, cùng ủng hộ các em nó sẽ chiến thắng luôn. Quả đúng đó là quyền quyền số 15 Sarikam. Nhưng vẫn là các cầu thủ áo đỏ thắng được. Đúng rồi. Hoàn toàn đánh lừa được mà mua cam, một cú đá nước vào hướng đi chuẩn của